Vâng, lại là kênh em gái miền Tây bán nhà review chân thật nè. À, chủ gửi em một căn nhà cấp 4 mới xây, diện tích ngang 5 và 22, nhà hướng Bắc. Thì nhà cấp 4 thì đường ô tô vào đến tận nơi, khu dân cư đông đúc như thế này. À, với cái mức giá tổng là 1 tỷ 850 triệu sổ hồng riêng có thương lượng. Với một căn nhà vị trí là Mỹ Lộc Cần Giuộc, ở đây là Long An cách Sài Gòn 30 phút. Thiết kế thì nhà cấp 4 đơn giản dễ thương. Có một cái sân để mình đậu xe và một phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Căn nhà cũng khá to, khá rộng mà giá quá rẻ. Cô chú anh chị có thể trả trước 800, còn lại bao nhiêu ngân hàng cho vay. Đường trước nhà rộng, chỉ cách có 10 mét nữa ra mặt tiền đường lộn nhiều của Mỹ Lộc Cần Giuộc. Khu vực ở đây thì dân cư đông như thế này nè cô chú anh chị. Có quán cà phê đồ đầy đủ. Cái dãy này trước đây là bên em có quay bán nè. À, mới vừa xây dựng là bán nhanh lắm, khách mua hết luôn rồi. Và hôm nay thì bên chủ đầu tư có xây một căn nhà cấp 4 ở đây. Giá dưới 2 tỷ thì nó rẻ mà nó bự. Đó, thì mình xây nhà cấp 4 sẽ rẻ hơn nhà lầu. Nó cũng tiện hơn là mình khỏi lên lầu mà được rất nhiều khách hàng đón nhận lại thích nhà cấp 4 nữa. Thì căn nhà này giá này rất là rẻ với mức giá phù hợp, mình có thể thương lượng với chính chủ luôn. Thì em quay chi tiết như thế này, cô chú anh chị có thể xem. Và thiện chí thì mình cứ xuống mình coi thực tế cô chú anh chị nha. Ở đây thì buôn bán dân cư thì đông đúc, kế bên thì có xây căn nhà cấp 4 để ở. Đó, cô chú anh chị mình xem ở đây còn nền đất trống nè. Nhà thiết kế thì theo kiểu máy hộp ha, với tông màu xanh nhẹ nhàng, rất là dễ thương. À, bên trong thì có làm sẵn mái che. Và có tất cả là hai lớp cửa. Lớp cửa kéo bên ngoài và lớp cửa bên trong. Căn nhà của mình rất là rộng rãi, về đây mình ở thoải mái, mát mẻ. Phòng khách thì có quạt trần và ốp PVC lên cao khoảng mét rưỡi và ốp lụa. Thứ hai nữa là có đường ống máy lạnh. Căn phòng này thì được thiết kế có máy lạnh luôn, nên rất là mát ha. Nhà thì rộng rãi ngang 5 và 22, bự chà bá luôn. Thiết kế phòng ngủ cũng khá là rộng rãi nè cô chú anh chị. Đây, căn phòng ngủ đầu tiên bự, đường ống máy lạnh được bên ông chủ thiết lập luôn. Và đây là hệ tủ bếp cũng khá rộng rãi nè. Đi đâu cũng có quạt trần và trần thạch cao. Rồi tiếp tục ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh. Wow, nhà vệ sinh rất là bự nha cô chú anh chị ơi. Đó, thì em quay tổng quan chi tiết xung quanh căn nhà của chú anh chị mình xem như thế này nè. Mình thấy phù hợp với mình thì mình xuống mình coi thực tế. Được thì thương lượng với chủ luôn nha. Giá này thì hiện nay là rẻ nhất khu vực rồi. Cô chú anh chị mình xem được thì alo em nha. Và căn nhà của chúng ta thì sẽ có một cái khoảng lối phía sau như thế này. Có vòi nước để máy giặt, là máy che, đường ống thoát ra nè. Đó, thì một căn nhà với diện tích siêu to, giá siêu rẻ. Chỉ cần thanh toán 800 triệu nhận nhà, còn lại bao nhiêu ngân hàng cho vay, tổng mức giá là 1 tỷ 850 triệu. Chủ nói với em là kêu sát giá đi. Khi mà khách xuống chủ bớt nhẹ thôi, thì có sao em review vậy, chủ nói sao thì em nói lại vậy à. Nên cô chú anh chị mình thích căn nhà này thì cứ đến xem. Tại vì cái vị trí giá này mà diện tích to là rẻ, rất là hiếm. Và đường xe ô tô vào đến nơi mà sân của nhà mình thì có thể chạy xe ô tô vô cũng được. Xe ô tô có thể ngủ trong nhà. Nên căn nhà của chúng ta thì có thể chứa được một con xe ô tô tầm 4 chỗ ngủ thẳng ở trong nhà cũng được cô chú anh chị ha. Với căn nhà cấp 4 thiết kế đơn giản dễ thương. Và hiện năm nay em thấy nhà cấp 4 đang được lên ngôi và được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Đấy, thì cô chú anh chị mình xem rồi thì liên hệ đến em tới chợ Long Thượng, mình cùng xem nhà thực tế. Đó, cái gì mà rẻ thường hay được rất nhiều khách hàng đón nhận và chốt rất là nhanh. Bên em là mỗi ngày là một căn nhà mới được cập nhật và review đăng lên kênh. Cô chú anh chị có thể tiện theo dõi, nhớ đăng ký kênh và nhấn nút like để mình bắt kịp những mẫu nhà mới mỗi ngày được đón trên TV nha cô chú anh chị ạ. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị. Chúc quý cô chú anh chị một ngày mới tràn đầy năng lượng, vui tươi, hạnh phúc. Xin kính chào quý ba cô chú anh chị, bà con, cô bác mình đang xem video nha.